Ngoài chọn mua lễ vật để cúng thì nhu cầu mua sắm vàng để cầu may mắn, tài lộc cũng diễn ra khá sôi động trong ngày vía thần tài. Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Tân An vào sáng sớm, người dân tìm đến mua vàng nhân ngày vía thần tài rất đông đúc. Theo quan niệm dân gian, thần tài là vị thần cai quản tài phúc phú quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Nên việc mua vàng vào ngày này mang ý nghĩa tâm linh rất lớn, nhất là đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Mua vàng là điều thứ nhất, điều thứ hai mua vô là cây vàng cây gì đó. Thế tôi đeo vòng, rồi đeo lắc, đeo nhẫn như vậy. Và để mình cho tài lộc đến gia đình mình. Miếng thần tài thì để về cúng cho cúng ngày vía thần tài. Còn sau đó là người ta sẽ mua những cái miếng mèo, mèo may mắn của năm mèo. Rồi những cái tượng thần tài hay là mà miếng mèo may mắn thì sẽ cộng vô tiền công khoảng dao động từ 100 tới 150. Ngày mùng 10 tháng Giêng không chỉ đơn thuần là ngày để tạ ơn và tưởng nhớ đến vị thần tài đã mang lại tài lộc cho gia chủ, mà còn được coi là ngày mong muốn được đổi vận. Bởi khi có vía của vị thần tài sẽ đem đến cho gia chủ một năm mới sung túc, ăn nên làm ra, tiền tài sinh sôi nảy nở.